dạng dầm môn. Đơn dạng dầm trùng, đơn dạng dầm môn trùng. Cuộc đời của nghệ sĩ cải lương Trường Sơn, truyện nhân cuối của gia tộc Bầu Thắng Minh Thơ. Nếu như nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng được xem là chữ môn nhân định hướng trường phái ca diễn cải lương tuồng cổ, thì nghệ sĩ ưu tú Trường Sơn chính là người thổi hồn cho những khám phá mới của anh vợ. Nghệ sĩ ưu tú Trường Sơn được xem là người kế thừa di sản của gia tộc Bầu Thắng Minh Tơ. Sau khi nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng qua đời, trọng trách của ông là truyền nghề ca diễn cải lương tuồng cổ cho hậu thế, nhưng xem đây là công việc gian truân đối với ông. Áp lực tìm hậu bối chân truyền, mái tóc bạc trắng, đôi mắt bắt đầu không còn nhìn rõ mặt chữ, thế nhưng đôi chân và đôi tay của ông vẫn rất linh hoạt, làn hơi vẫn sang sảng đầy nội lực. Mỗi ngày ông vẫn có mặt ở sân đình Thái Hưng, nơi xưa kia là điểm biểu diễn của đoàn cải lương Minh Tơ, Khánh Hồng, để dạy nghề cho con cháu và hậu bối trân quý bộ môn tuồng cổ gia tộc Bầu Thắng Minh Tơ. Tính đến cháu ngoại của ông, bé Kim Thư đang là gương mặt nhí nổi bật sau bộ phim Nắng, đã có đến 6 đời ăn lọc tổ nghiệp. Ngôi nhà nhỏ của nghệ sĩ ưu tú Trường Sơn nằm trong con hẻm dẫn vào đình Thái Hưng. Ông sinh sống ở đây 60 năm qua. Không gian nhỏ này là nơi các nghệ sĩ Tú Dương, Ngọc Nga, Lê Thanh Thảo lớn lên, mỗi ngày reo vang tiếng đàn lời ca trong gia tộc. Nếu như nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng được xem là chủ môn nhân định hướng trường phái ca diễn cải lương tuồng cổ, loại bỏ những niêm luật lai căng từ bài bản vũ đạo của các đoàn hát Quảng Đông, Kiều Châu du nhập vào Sài Gòn thập niên 1960 nhằm hình thành phong cách cải lương tuồng cổ, thì nghệ sĩ ưu tú Trường Sơn chính là người thổi hồn cho những khám phá mới của anh vợ, nhằm khẳng định khuôn mẫu để thế hệ sau dựa theo đó mà sáng tạo. Nhân vật Lý Đào Thanh trong tác phẩm Đỉnh Cao Câu Thơ Yên Ngựa chính là vai diễn đời đời, biết bao thế hệ diễn viên trẻ đã học hỏi cách hóa thân của ông. Từ khi anh Năm Thanh Tòng qua đời, tôi ý thức trọng trách của mình là một cách để hung đúc tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, để họ đam mê bộ môn này. Nếu không có sự định hướng không hệ thống một cách bài bản những gì mà ông cha để lại, thì sẽ không nhân rộng những bài học quý về vũ đạo, võ thuật, âm nhạc, cảnh trí, trang phục đúng chuẩn của cải lương tuồng cổ thuần Việt. Nghệ sĩ ưu tú Trường Sơn trăn trở. Từ áp lực đó, ông ngồi vào bàn tập làm công việc hệ thống hóa những tuồng tích, kịch bản của gia tộc. Trước đây anh Thanh Tòng đã từng làm và trình bày công trình nghiên cứu khoa học từ hát bội đến cải lương tuồng cổ do Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư. Dựa theo kết quả này, tôi bắt đầu triển khai sâu hơn những ngóc ngách của niêm luật, bằng cách nào để đi vào nội tâm nhân vật, bằng cách nào khai thác âm nhạc và vận dụng đơn ca tài tử bài bản, các điều lý nhằm thay thế dần nhạc hồ quảng nhưng vẫn sinh động độc đáo, ông nói. Nghệ sĩ ưu tú Trường Sơn đêm nằm chiêm bao vẫn thấy mình được hát. Trong ngôi nhà nhỏ ở hẻm 119 Yên Sinh, quận 1 của nghệ sĩ ưu tú Trường Sơn và nghệ sĩ Thanh Loan, vợ ông vẫn còn lưu giữ nhiều hình ảnh trên sân khấu một thời của hai người. Nghệ sĩ ưu tú Trường Sơn nói, ông suốt đời không thể nào quên những khoảnh khắc được hóa thân hết mình với nhân vật. Ông đã đóng nhiều lắm những vai võ tướng, từ Tuồng Tích Tàu cho đến các vợ cải lương lịch sử Việt Nam, Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Quang Trung, Nguyễn Huệ. Nghệ sĩ ưu tú Trường Sơn nói, những nhân vật như Lữ Bố, Quan Vũ, Tiết Đinh Sang. Vào buổi sáng mùa hè năm 2021, giọng người nghệ sĩ già vẫn vang vọng, uy dũng trong lời ca đầy hào khí. Mỗi nghệ sĩ có thể có một sở trường riêng, nhưng với nghệ sĩ ưu tú Trường Sơn, vai nào ông cũng đảm đương được. Lúc còn nhỏ thì từ quân sĩ đến những vai hề, tuổi thanh niên lúc vai anh hùng, khi vai phản diện, kép chính, kép hài, kép độc gì, ông cũng kiên trì hết. Ông nói tình yêu nghề có lẽ là thấm vào máu, từ cái ngày thê ba ông, nghệ sĩ Bảy Đực, lên sân khấu đánh trống, xem người lớn hát. Khi còn ở tuổi diễn trong đoàn Đồng Ấu Minh Tơ, có lần ông đã mơ thấy tổ nghề là một người râu rất dài, về vỗ đầu mình, nghệ sĩ Thanh Loan, là người bạn Thanh Mai Trúc Mã, gắn bó với ông từ thợ hai người còn ở đoàn Đồng Ấu Minh Tơ. Trên sân khấu, đêm nào có xuất diễn của ông cũng có bà, không sắm vai chính thì vai phụ. Những cô con gái của nghệ sĩ ưu tú Trường Sơn Thanh Loan sớm nghe lời ca tiếng hát của ba mẹ, có lúc rong đuổi theo những đoàn hát, lớn lên cũng trở thành nghệ sĩ cải lương. Nghệ sĩ ưu tú Tú Sương, Lê Thanh Tảo, riêng chị cả Ngọc Nga sau này lui về hậu trường làm phục trang,
Ngày xưa, ông theo nghề và trở thành trễ của ông Bầu Minh Tơ, thì nay ông cũng có một người con rể gắn bó với sân khấu cải lương, nghệ sĩ Điền Trung, chồng nghệ sĩ Thanh Thảo. 30 năm trước, khi đoàn cải lương Minh Tơ giải thể, nghệ sĩ ưu tú Trường Sơn đầu quân cho đoàn cải lương Sông Bé Hai, dưới trướng ông Bầu Ba Quế, làm chỉ đạo nghệ thuật cho các vở diễn mà vai chính là những tên tuổi nổi tiếng lúc bấy giờ: Vũ Linh, Tài Linh, Ngọc Huyền, Kim Tử Long. Thời gian tạm xa sân khấu, ông Bảo có những đêm nằm ngủ cứ thấy mình là nhân vật đang múa đao múa kiếm, cũng diễn như thật trong giấc ngủ. Mới đây, các thế hệ nghệ sĩ của gia tộc quyết định đưa đoàn Minh Tơ trở lại, mở màn với vở Lưu Bị Cầu Hôn Gian Tả. Người nghệ sĩ già nhiều đêm không ngủ được, nằm chiêm bao cứ thấy mình đóng vai Tôn Quyền. Thấy khán giả đến với cải lương, thấy cả những người đà khúc. Ngày tôi gặp ông cười khoe một vết thương vừa lành sẹo ở bắp chân, do lúc tập vở hăng say quá nên bị trượt chân ở lớp diễn dạy nghề. Tôi cũng quên, giờ đã có tuổi rồi, chứ đâu còn sức trai tráng như mấy mươi năm về trước, nghệ sĩ ưu tú Trường Sơn nói vui. Mấy mươi năm về trước, những vết thương ngoài da như thế này với ông là nhiều vô kể. Những tai nạn lúc tập tuồng, khi biểu diễn trên sân khấu chỉ là quá say mê nhân vật. Tập luyện không kể thân mình, ông bị trật chân trật khớp là chuyện bình thường. Hồi diễn vợ Mã Siêu Báo Phục Cừu, tôi vào vai Kim Bình, còn anh Thanh Tòng, anh vợ nghệ sĩ ưu tú Trường Sơn, vào vai Đổng Thừa, diễn tại Trà Quốc Thanh. Vợ vừa khai diễn suốt đầu tiên thì mắt trái tôi bị nổi một lẹo, bác sĩ khám yêu cầu phải tiểu phẫu liền. Đêm đó, ngay khi kết thúc vợ, bác sĩ bày ghế xếp cho tôi nằm tiểu phẫu ngay tại chỗ. Hôm sau con mắt sưng phù, đồng phải xin lỗi bà con cho phép nhân vật của tôi chỉ hóa trang một bên mắt thôi. Lớp diễn đó, có lúc tôi cứ tưởng mình đã rớt xuống sân khấu vì nhìn không rõ, nghệ sĩ ưu tú Trường Sơn nhớ lại. Cuộc đời nghệ sĩ cải lương Trường Sơn. Có lần nghệ sĩ Trường Sơn lưu diễn bên Mỹ, ông đã kể với phóng viên, để chứng minh là nghệ thuật hát cải lương không cần hát opera, không cần hát chầu văn hay tấu hài lăng nhăng, cũng không cần treo rút nhiều nghệ sĩ toàn ten trên không cho khán giả nhìn mặt, và cũng không cần đưa cả trăm nghệ sĩ chạy rần rần, múa khăn múa quạt trên sân khấu như kiểu cải lương hoành tráng. Các nghệ sĩ hát cải lương tuồng cổ biển bay qua Hoa Kỳ hát nhiều suất hát ở Cali, Westminster, San Jose được khán giả Việt Kiều hoan hô quá màng. Trong số nghệ sĩ bay xô qua Hoa Kỳ để chứng minh rằng nghệ thuật hát cải lương còn được đại đa số người Việt Nam ưa thích, có nghệ sĩ Trường Sơn, một trong những nghệ sĩ đã được đào luyện từ đoàn đồng ấu Minh Thơ trong thập niên 50, đến nay gần 40 năm trên sân khấu. Nghệ sĩ Trường Sơn tên thật là Lê Văn Sơn, sinh năm 1950, sinh tại Sài Gòn. Cha của ông là nghệ sĩ Vậy Trực, người nghệ sĩ đánh trống tài danh trong nghệ thuật hát bội và hát tuồng cổ trong hàng mấy chục năm trên sân khấu các đoàn hát Vĩnh Xuân Khánh Hồng, Minh Tơ Khánh Hồng, đoàn cải lương tuồng cổ Minh Tơ. Từ thở nhỏ, Trường Sơn cùng sống với cha mẹ ở rạp Đình Cầu Quan. Ban ngày ngoài giờ học văn hóa thì Trường Sơn thường được nghe tiếng trống, tiếng nhạc cùng giọng hát hò của các cô bác nghệ sĩ trong đoàn. Trường Sơn đã nhập tâm từ thơ ấu những điều hát lối hát, nên khi được thầy Minh Tơ trực tiếp chỉ dạy, Trường Sơn nắm bắt những tinh túy nghề nghiệp rất mau lẹ. Trường Sơn được đào tạo trong đoàn đồng ấu Minh Tơ cùng một lượt với nghệ sĩ Thanh Tòng, Vũ Truyện, Xuân Yến, Thanh Loan, Thành Tốt, tức nghệ sĩ Hoàng Trinh, Vũ Đức, Thanh Hoàng. Từ đó, các diễn viên nhí Thanh Tòng, Trường Sơn, Xuân Yến, Bao Bao Hoàng, Thanh Loan, Thanh Phượng, Thành Tốt đã hát thành công các vở tuồng tàu mà người trong nghề xem như là những vở tuồng kinh điển. Những vở tuồng thầy, đó là những tuồng Phùng Nghi Đình, Trạm Trình Ân, Dự án Bàn Quý Phi, Bao Công Dự án Quách Què, Văn Công Đắp Đập, Bắt Bàn Đước. Các nghệ sĩ đồng ấu Minh Tơ, trong đó có kép Trường Sơn, có một phong cách trình diễn mới, nghĩa là những động tác vũ đạo thì ông thầy Minh Tơ vẫn dựa vào vũ đạo hát bội, có tính lọc, tiết chế cho đẹp hơn, bớt trùm trà, thêm vào đó có bộ hát quảng, điệu ca quảng được Việt hóa. Thành ra tiêu là đoàn hát đồng ấu Minh Tơ chỉ gồm những nghệ sĩ từ 11 tuổi đến khoảng 15 tuổi. Nhưng sức thu hút khán giả kỷ lục, nghệ sĩ Tí Hon Trường Sơn và nghệ sĩ Thanh Tòng là hai nghệ sĩ diễn thành công các vai kép vợ như Lữ Bố, Triệu Tử Long, Châu Du, Quan Công, Quan Bình, Châu Sương, Trịnh Ân và các vai kép phan như Tống Nhân Tôn, Bao Công. Thành công trên sân khấu Hồ Quảng năm 1972, khi nghệ sĩ Khánh Hồng tổ chức hát Hồ Quảng trên đài truyền hình và Thanh Tòng tổ chức hát Hồ Quảng hàng đêm ở đàm hát Long Phụng, nghệ sĩ Trường Sơn là một trong những kép chánh ăn khách nhất lúc bấy giờ.
Thời gian này, nghệ sĩ Trường Sơn thành hôn với nữ nghệ sĩ Thanh Ngọc, bạn diễn trong đoàn hát của ông bầu Khánh Hồng Minh Tơ. Trường Sơn và Thanh Ngọc có được hai con, Tuấn Sang sinh năm 1971 và Thanh Uyên là con gái, sinh năm 1973. Sau năm 1975, gia đình nghệ sĩ Trường Sơn đổ vỡ, Thanh Ngọc dẫn hai con Tuấn Sang và Thanh Uyên về sống với mẹ ở tỉnh Long Xuyên. Trong thời gian chưa được chính quyền mới cho thành lập đoàn hát, Trường Sơn và các nghệ sĩ chuyên hát hồ quảng và tuồng cổ phải hàng ngày tay trái để mưu sinh. Có người mua gánh bán bưng, Trường Sơn phải chạy xe ôm một thời gian cho đến khi đoàn hát Minh Tơ được phép thành lập trở lại. Trường Sơn về hát những vai dàn bao cùng với các diễn viên tài danh như Thanh Tòng, Hữu Cảnh, Công Minh, Bạch Lê, Xuân Yến, Thanh Loan, làm nổi bật một nghệ thuật biểu diễn tuồng cổ qua các tuồng giả sử Câu Thơ Yên Ngựa, Tô Hiến Thành Sự Án, Bảo Táp Nguyên Phong. Một gia đình tài danh. Năm 1976, nghệ sĩ Trường Sơn kết hôn với nữ nghệ sĩ Thanh Loan, con gái của nghệ sĩ bậc thầy Minh Tơ. Cuối năm 1976, Trường Sơn và Thanh Loan có được đứa con gái đầu lòng, đặt tên là Lê Thị Ngọc Nga. Năm sau, năm 1977, có thêm một con gái đặt tên là Lê Tú Sương. Năm 1982, lại có thêm một gái là Lê Thị Thanh Thảo. Năm con của nghệ sĩ Trường Sơn, Tuấn Sang, Thanh Uyên, Ngọc Nga, Tú Sương, Thanh Thảo. Hiện nay là năm diễn viên tài danh, thế hệ thứ năm của các nghệ sĩ tiền phong Minh Tơ, Bảy Sự và nhạc sĩ Chiến Đánh Trống Bảy Đợt. Riêng nữ nghệ sĩ Tú Sương nhận được huy chương vàng giải Trần Hữu Trang năm 1995. Tú Sương và nghệ sĩ Phủ Luân là hai nghệ sĩ trẻ thế hệ mới sau năm 1975 được khán giả trong và ngoài nước ái mộ nồng nhiệt. Đến những năm 1996-97, đoàn Minh Tơ giải tán, nghệ sĩ Trường Sơn và các con tham gia những chương trình ca cổ và hát trích đoạn trong Đầm Sen, chương trình Vầng Trăng Của Nhạc ở các tụ điểm văn hóa Trường Sơn, và các con của ông cũng hát tăng cường cho các đoàn tỉnh. Nữ nghệ sĩ Thanh Loan ngưng công tham gia thường xuyên các chương trình hát ở Đầm Sen, Hồ Kỳ Hòa. Thanh Loan lo việc nhà cửa, chăm sóc dạy dỗ các con. Các con của đoàn nghệ sĩ tài danh Trường Sơn, Thanh Loan đều trở thành những nghệ sĩ giỏi tay nghề, là phần lớn do Trường Sơn và Thanh Loan trực tiếp chỉ dạy. Ngoài ra các cháu còn được thầy Bạch Long dạy hát trong đoàn Đồng Ấu Bạch Long. Đến giữa năm 2007, Trường Sơn được mời sang Hoa Kỳ trình diễn lần đầu tiên tại rạp hát La Minchada ở Hoa Kỳ. Trường Sơn thực hiện một chương trình hát hồ quảng với các nghệ sĩ hồ quảng tài danh từ Việt Nam sang và hát chung với các con của ông. Đó là một chương trình vinh danh nghệ sĩ Trường Sơn với chủ đề Sắc Màu Sân Khấu. Trong chương trình Sắc Màu Sân Khấu, Trường Sơn hát trích đoạn Sự Án Thượng Dương Hoàng Hậu, gồm có nghệ sĩ Trường Sơn và hai con là Tú Sương và Thanh Uyên. Trích đoạn Bao Công Vô Lò Gạch, Trường Sơn diễn với nữ nghệ sĩ Ngọc Đáng và con là Thanh Thảo. Trích đoạn Cam Tử Lộ Tức Lưu Bị Cầu Hôn Gian Tả thì Trường Sơn hát với Chí Tâm, Bạch Mai và con trai lớn là Tuấn Sang.